Cô chào Trà My nha. Cô vừa xem video bài học ngày hôm nay của con. Hôm nay con làm bài rất là tốt. Tuy nhiên có một số từ cô cần chỉnh lại cho con. Thứ nhất đó là ở từ speech. Speech trong unit 16 âm ch. Thứ hai là âm d ở trong unit 16. Mình sẽ chú ý hai từ orange. Orange. Mình đang đọc là orange. Tiếp theo từ challenge, challenge, mình chú ý nhé. Tiếp theo là ở âm trứng thì cái bốn cái từ đầu tiên ấy, cô nghe con đọc âm trứng thì khẩu ở miệng con đúng rồi đấy. Thế nhưng mà cái âm trứng của con nó đọc nó rất là giống âm sờ, mình sẽ chú ý nhé. Thin, 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 think, 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 think. Từ thứ ba đó là từ three, three, three. Từ thứ tư thousand, thousand, thousand. Chú ý nhá. Âm the thì mình sẽ chú ý cho cô hai từ thôi. Từ thứ nhất là từ smooth, 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 smooth. Tiếp together, together, together. Mình chú ý ba cái từ này cho cô, hai từ này cho cô nhá. Đó là một vài cái góp ý của cô trong bài ngày hôm nay của Sammy. Sammy cố gắng và ngày càng hoàn thiện hơn nha. Cô chào con.